Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án kế hoạch, quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân với việc hoàn thành điều động 3.737 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên trước tháng 10 năm 2020. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Nghiệp vụ tinh thông, tư tưởng chính trị vững vàng cùng tinh thần lan xả, quyết liệt, trách nhiệm. Lực lượng công an xã đã có những thành tích nổi bật trong đấu tranh, chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ngăn chặn các âm mưu gây dối chống phá. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, đấu tranh với các đối tượng, đăng tả các clip, video, đăng tin các bài có nội dung sai trái, thù địch, chống phá đại hội, bôi lem, nói xấu, nhân sự và đại biểu. Chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã thành phố tăng cường từ 50% lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trở lên xuống cơ sở bám nắm địa bàn, nắm bắt dư luận trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh. Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng thôn xóm, đặc tính của từng khu dân cư, lực lượng công an Thanh Hóa quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần làm nên thành công của đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Những ngày này trên các công trình dự án chuẩn bị khánh thành hoặc khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, không khí lao động đang diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương. Dự án đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cả Nghê Sơn, khu kinh tế Nghê Sơn là dự án được Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lựa chọn là công trình hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù trong những ngày gần đây thời tiết liên tục mưa lớn, nhưng để công trình hoàn thành đúng kế hoạch, kịp khánh thành chào mừng đại hội, hiện nhà thầu đang tập trung triển khai xe máy, thiết bị, nhân lực để hoàn tất các hạng mục còn lại. Hiện nay khối lượng cơ bản chúng tôi đã thực hiện gần xong. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì thời tiết nó khủng hộ, nhà thầu đã tập trung và tận dụng thời tiết tốt để cố gắng hoàn thành những phần việc còn lại. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã chọn 8 dự án khởi công và khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Khi đi vào hoạt động, các công trình này sẽ đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và đây cũng là minh chứng cho khát vọng quyết tâm vươn lên của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới. Thời gian qua, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi cung ứng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tăng 994 chuỗi so với năm 2016. Hàng năm, các chuỗi này đã cung ứng ra thị trường trên 800.000 tấn sản phẩm, thực phẩm các loại. Nhiều chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đang phát huy hiệu quả như chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu trứng gia cầm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hiền nhân chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ vịt cổ lũng tại huyện Bá Thước, chuỗi rau an toàn tại xã Phố Lộc, huyện Hậu Lộc, chuỗi liên kết sản xuất khoai tây thương phẩm tại huyện Quảng Sương, chuỗi dưa kim hoàng hậu tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Chuỗi cung ứng lúa gạo an toàn tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. Các chuỗi này đã thu hút được nhiều doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng hoặc liên kết tiêu thụ sản phẩm đưa các sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Chỉ còn ít tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao, trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do vậy, ngành công thương Thanh Hóa đang chuẩn bị các phương án đảm bảo đủ nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Sở Công Thương Thanh Hóa sẽ phối hợp với các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ thường xuyên bám sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, xây dựng chương trình bình ổn thị trường, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm và các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm, đồng thời tăng cường các điểm bán tại khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa đảm bảo người dân không thiếu hàng sốt giá. Ngoài ra, ngành công thương Thanh Hóa cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, qua đó ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá, đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa những tháng cuối năm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ tri hội trưởng phụ nữ. Thanh Hóa hiện có trên 4.390 tri hội phụ nữ với trên 565.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt hơn 80%. Hầu hết các tri hội trưởng phụ nữ đều là những người có năng lực vận động người dân, có uy tín với cộng đồng, nhiệt tình trách nhiệm với công tác hội. Ngoài tích cực du nhập nghề tạo việc làm cho hội viên, Chi hội trưởng phụ nữ là những điển hình trong vận động hội viên tham gia các phong trào như xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo tại địa phương. Mình phải gương mẫu và hoàn thành những làm những cái mình có phát huy được thì chị em nói với mình nói là mình phải làm. Đi nói với đôi với làm thì tôi nói là tôi làm, làm đến đây thì chị em cũng thấy cái đà của tôi làm thế và chị em cùng với tôi là phát huy lên và làm hoàn thành mọi nhiệm vụ của cấp trên giao. Hiện nay các cấp hội phụ nữ Thanh Hóa đã xây dựng được gần 600 tri hội phụ nữ kiểu mẫu 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, trên 950 tri hội phụ nữ tự quản về vệ sinh toàn thực phẩm và nhiều loại hình câu lạc bộ, các tổ nhóm phụ nữ. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và thực sự là mái nhà chung của phụ nữ trong tỉnh. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước và được chúng tôi cập nhật. Sáng ngày 19 tháng 10, mưa tại Hà Tĩnh vẫn rất lớn, nước lũ dâng lên nhanh khiến hồ kẻ gỗ ở mức báo động. Hiện hồ kẻ gỗ xả lũ với mức 900 m khối trên dây và dự kiến còn tăng lên. Có khả năng phải sử dụng phương pháp phá tràn sự cố trong 24 giờ tới để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du. Trước tình hình đó, ngay trong sáng nay, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã ký lệnh sơ tán dân khẩn cấp một số địa phương trong tỉnh. Theo đó, huyện Cẩm xuyên sơ tán hơn 13.000 hộ với 43.000 người huyện Thạch Hà có hơn 1.400 hộ với hơn 2.600 người. Riêng thành phố Hà Tĩnh có 263 hộ với 700 người. Dự kiến đến hết ngày 20 tháng 10, công tác sơ tán gần 46.000 dân phải hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn. Dạng sáng nay ngày 19 tháng 10, một xe ô tô khách biển kiểm soát 43B-02454 chở theo 17 người, trong đó có 5 phụ nữ và một trẻ em khi di chuyển qua ngầm Khe Gát, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì bị lũ cuốn trôi khoảng 100 mét. Nhận được tin báo, công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng địa phương đến ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, chiếc xe bị ngập gần một nửa, các hành khách leo lên tầng 2 và phá cửa kính thoát ra, đứng bên trên kêu cứu. Lực lượng cứu hộ lập tức đưa trẻ em phụ nữ ra khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó nối dây tạo thành đường bám rồi lần lượt kéo dòng dọc đưa từng người vào bờ. Đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 10, các lực lượng công an, quân đội huyện Bố Trạch đã hoàn tất việc cứu hộ những người mắc kẹt trên xe khách vào bờ an toàn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay khu vực trung bộ tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 80 đến 160 mm, có nơi trên 300 mm. Lượng mưa từ Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến từ 70 đến 140 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 10 đến 45 mm, có nơi trên 80 mm. Do mưa lớn kéo dài nên lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn biến từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nên người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét vùng đồi núi. Công an tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Nong Quỳnh, xã Còn Nòi, huyện Mai Sơn. Các đối tượng bị bắt là Hà Văn Hội, sinh năm 1986 chú tại bản Bùa Thượng, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Tòng Văn Định, sinh năm 1960, chú tại bản Khoa, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ khoảng 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác liên quan. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không biết tên tuổi tại khu vực xã biên giới Trường Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, mang về bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Người dân xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt được cá sấu nặng khoảng 70 kg trên sông Sáng. Cá sấu này do một hộ dân nuôi nhốt trong chuồng trại sơ sài bằng lưới B40 nên cá sấu sổng ra ngoài, may mắn chưa tấn công người. Theo lãnh đạo xã, hộ dân này nuôi cặp cá sấu bố mẹ để sinh sản, hộ nuôi không trình báo chính quyền địa phương. Cán bộ sở tại đã đến nắm tình hình, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp lập biên bản sự việc. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30, gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 0888253636. cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. xin kính chào và hẹn gặp lại.